Tâm sẽ bỏ vô nước thử nha. Sao nó cứng ngắc vậy? Tôi ngâm cái này 15 phút sau đó tôi phơi hết nửa ngày. Tôi đi ra quầy tiệm cho mua một xịt mới nước rửa mặt cho nhanh nhá. Mệt mỏi. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official, cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này với hàng ngàn cái video ngoài kia. Xin lỗi các bạn là Tâm phải đeo một chiếc kính này để quay video, bởi vì mắt Tâm đang đau quá. Nhưng mà Tâm không thể nào mà để cái kênh YouTube của Tâm không có video và không có video cho các bạn đã xem được. Cho nên là đành là phải đeo cặp kính này để mà quay video ngày hôm nay. Cho nên là các bạn thông cảm hôm nay không thấy được cái biểu cảm của Tâm quá nhiều nhé. Tâm sẽ cố gắng Tâm biểu cảm mà khúc này trở xuống và biểu cảm bằng giọng nói. Chắc là cũng sẽ thấy bị thấy đèn phản chiếu vô kính, nhưng mà thôi các bạn thông cảm nha, tại vì hết cách rồi. Video ngày hôm nay là Tâm sẽ nói về những món đồ mà nó khá là lạ trong cái bộ sưu tập ở nhà của Tâm. Nhưng mà đây cũng là một cái gợi ý cho các bạn. Sắp 14 tháng 2 rồi các bạn à, thì các bạn có thể lấy những gợi ý này để mà tặng quà cho người yêu. Còn nếu các bạn xem video này sau ngày 14 tháng 2 thì các bạn có thể thấy là đây là những cái gợi ý để có thể mua quà cho bạn bè của mình hoặc là cho các anh chị em trong nhà cũng vui. Tâm chỉ có một điều tôi muốn nói, đó chính là những món quà này là dành tặng cho ai thân thiệt thân hoặc là bồ mà quen lâu năm. Chứ bồ mà mới quen hoặc là đi tỏ tình người ta mà tặng á, là Tâm nghĩ là xu á, không thành công đâu. Đó, Tâm nghĩ là phải ít nhất chắc cứ cho tính bằng năm đi, thì hãy mới bồ mà quen tính bằng năm á, thì bắt đầu mới tặng được những món này nha. Các bạn nhớ xem đến cuối nha, tại vì ngày hôm nay là Tâm có giveaway dành cho các bạn đó. Đầu tiên chính là một cái đồng hồ đếm giờ ngồi trên toilet. Thôi đừng nói vậy. Đây là một cái món đồ gọi là để đếm giờ thời gian bạn sử dụng toilet. Đây, cái này là cái mà Tâm tìm thấy ở trên Amazon ở Mỹ. Nghe nó hơi thô nhưng thực ra đối với Tâm cảm thấy nó khá là thực tế, bởi vì là khi mà mình ngồi ở trên thì là mình hay bị kiểu ngồi bấm điện thoại, ngồi đọc sách, làm này làm nọ và bị thời gian quá dài ấy. Thì như vậy thực ra nó không tốt cho sức khỏe. Cho nên là Tâm thấy cái này là một cái món đồ rất hợp lý. Các bạn có thể mua dành tặng cho các bạn, hoặc là các bạn có thể mua dành tặng cho những người nào mà bạn cảm thấy là sử dụng toilet quá lâu á. Ví dụ những cái nhà mà những gia đình nào mà nhà vệ sinh hơi bị hạn chế, hoặc là trong cái phòng đó có 2 đến 3 người ở chung một căn phòng á mà chỉ có một toilet á, thì cái này cũng là một cái món đồ cũng hợp lý, bởi vì là ra luật cho nhau. À là du á, trong vô đây thời gian thôi, vô phải đi ra nghe chưa, kiểu vậy vô không được ngồi lâu hơn đó, không có được kiểu mà hết giờ rồi xong rồi quay ngược lại để làm lại từ đầu thì không có được. Ai gửi em cái gì ơi? Nhưng mà nói gì nói chứ cái gì nó, những cái luật nào nó cũng phải có tương đối thôi. Thì ví dụ những cái bạn nào mà không có được suôn sẻ lắm thì thôi mình cho các bạn lật 2 lần ha. Nhưng mà những bạn nào mà suôn sẻ thì là 1 lần thôi và đi ra đi cho người ta còn vào người ta sử dụng toilet tiếp. Đây các bạn, thì cái này là nó chạy khoảng 5 phút. Cái này nó có nói nè, chạy khoảng 5 phút. Nhìn là hiểu được liền phải không ạ? Đó, nè các bạn thấy đồng hồ đang chạy không? Rồi khi mà các bạn muốn reset lại á, thì các bạn chỉ cần xoay 360 độ. Đó, lại reset lại từ đầu nè, đó, nó lại chạy lại từ đầu. Thực ra tại vì ngồi toilet nhiều các bạn cũng không có tốt. Cái này cũng là một cái để mà nhắc nhở bản thân mình là ngồi vừa đủ thôi. Rồi, cũng đang ở trong không gian nhà tắm, Tâm có một cái này, Tâm cũng đã sử dụng lâu rồi và Tâm cảm thấy nó rất là hữu dụng. Đây là phiên bản to, phiên bản để ở nhà. Và đây là một cái phiên bản để các bạn có thể mang đi du lịch. Đây chính là bình xịt trước khi đi số. Thì bình thường là mọi người hay đi xong thì bắt đầu là mọi người cũng hiểu rồi đó, thì là phải bắt đầu đi tìm nến, tìm này nọ để mà có thể giải quyết bớt cái không gian ở cái chỗ đó. Hai chai này sử dụng như thế nào? Trước khi đi các bạn xịt thẳng lên trên cái mặt nước á. Trước khi đi nha. Sau đó các bạn đi và các bạn đi bình thường thôi. Thì như vậy á, sau đó là trong cái không gian á, nó sẽ giảm bớt không khí ô nhiễm rất là nhiều. Tâm đã thử rồi và Tâm cảm thấy nó rất là hay, nó rất là hữu nghiệm. Nhưng mà thật ra Tâm cảm thấy là sau khi, nếu các bạn quên nó, các bạn có thể sử dụng làm xịt phòng cũng được, tại vì nó rất là thơm. Rất là thơm. Thì cái này gọi là Poopuri. Và đây là cái chai để ở nhà và đây là cái chai mang đi du lịch. Tại vì là thường khi mà đi du lịch là mình ở, mình hay share phòng với người khác đúng không? Cũng nên giúp người ta chút xíu để cho người ta có một cái trải nghiệm cũng relax một tí ở trong phòng với mình. Các bạn có thể tặng nhau để du lịch cũng được các bạn à. Ví dụ ở chung nhà nè, nếu mà các bạn tặng cho người ta là coi như các bạn tặng lại cho mình rồi đúng không? Là coi như là một người xài mà hai người vui, dạng dạng như vậy. Thì tao cũng thấy là một cái món quà cũng hay.
mình thoát ra khỏi cái không gian nhà vệ sinh đi hả? Thì có một cái Tâm cũng thấy cũng khá thú vị mà các bạn nữ có thể tự mua sưu tầm giống như Tâm, hoặc là có thể mua tặng các bạn trai của mình. Đó chính là một cái nến hình ly bia. Thì cái ly này là Tâm đã mua lâu rồi, tại vì Tâm thích nến cho nên là Tâm sưu tầm những cái loại nến nhìn hình thù nó lạ, chưa đốt luôn. Đó, thì nhìn nó y chang ly bia các bạn ạ. Để xa các bạn không biết là nến luôn. Ai mà mua tặng Tâm này Tâm sẽ vui lắm luôn. Tâm rất là thích những cái nến lạ như vậy. Tâm còn thấy nến là một trong những cái món quà tặng mà bất kỳ dịp nào á mà các bạn tặng nến cho bất kỳ ai nó cũng phù hợp hết trơn đó. Bị bí quà tặng á, không biết tặng gì á, thì các bạn có thể chọn nến, luôn là một lựa chọn an toàn. Trước khi sang tiếp thì Tâm muốn nhắc các bạn là nếu các bạn chưa bấm subscribe, các bạn nhớ bấm subscribe cho Tâm nha. Rồi tiếp tục là Tâm có cái món này mà Tâm nghĩ nếu các bạn xem những cái vlog trước của Tâm là cũng đã thấy rồi. Đó chính là một cái kính mà các bạn có thể nằm ngửa ra, các bạn vẫn có thể xem được TV. Hoặc là các bạn có thể ngồi thẳng như vậy, các bạn vẫn có thể ngồi bấm điện thoại. Đây là cái loại cũ nha. Có một cái loại nữa mà Tâm có mua gần đây là một cái loại mới thì nó sẽ nhẹ hơn. Đó, đây là loại cũ, rất là nặng. Còn đây là loại mới nè. Ồ, có cả bọc kính luôn. Nhỏ hơn nhiều, nhẹ hơn nhiều luôn á. Wow, nhỏ hơn nhớ phải một nửa. Oh wow. Tại vì Tâm mang cái này khi đi ngủ nè, để Tâm có thể xem phim mà cái cổ mình nó không có bị phải nâng gối lên để mà bị đau cổ, thì là Tâm sẽ đeo cái này để mà Tâm xem phim. Nhưng mà Tâm mới phát hiện ra là có cái kính nhỏ như vậy, thấy hay quá. Thì Tâm thấy đây là một cái món quà rất là hay cho bản thân mình mà cũng có thể tặng cho bạn bè. Bởi vì là cái thời đại bây giờ mình bị vấn đề về cổ vai gáy rất là nhiều, bởi vì là mình sử dụng điện thoại và máy tính rất là nhiều. Rồi khi nằm, ví dụ như có những bạn nào mà có thói quen xem TV giống như Tâm thì là tối đến là còn nằm phải kê cái gối lên để mà xem TV như vậy thì rất là hại cổ. Cho nên những cái kính giống như vậy nè sẽ giúp cho mọi người vẫn sử dụng được điện thoại là chủ yếu, vẫn xem được TV, hạn chế nhiều nhất có thể cái sự tổn thương lên trên cổ. Thì có một điều khi mà Tâm thấy Tâm đeo hai cái kính này lên Tâm so sánh á, thì cái này nó sẽ ngăn được cái ánh sáng xung quanh cái mắt bạn nhiều hơn là cái này. Tại vì các bạn nhìn nè, ở trong này nó bít hết cái khung này luôn nè. Thì như vậy là cái phim hoặc là điện thoại tập trung vào trong cái ống kính này được nhiều hơn. Còn cái kính này thì nó đúng là nó nhẹ thiệt, nhưng mà bởi vì xung quanh đây nó bị trống nè. Đó, cho nên là khi mà đeo lên các bạn vẫn thấy xung quanh rất là nhiều. Thì thôi, cái phải được này thì mất kia, đúng không? Tâm mua hai loại này ở trên Amazon Mỹ. Đây này, có cái hình ở đây nè. Tâm nghĩ các bạn sẽ hiểu ý Tâm nhiều rõ hơn. Các bạn thấy không? Là khi mà đeo cái kính này nè, các bạn chỉ cần nhìn thẳng thôi, các bạn vẫn có thể thấy được cái 90 độ ở dưới. Các bạn đã xem được đến đây rồi, các bạn nhớ xem hết để mà có thể tham gia được giveaway nha. Đang nói về kính thì Tâm có một cái kính này nữa, khá là lạ, cũng ở trên Amazon luôn. Đó chính là một cái chiếc kính để chống say xe. Thì nguyên lý hoạt động của chiếc kính này như thế nào? Tâm đọc thử nha. Thì ở đây nó nói là khi mà các bạn di chuyển ở trên xe á, hoặc trên tàu á, và mọi thứ xung quanh là những cái gì mà xung quanh các bạn nó di chuyển á, não các bạn là không biết là các bạn đang dừng, đang đứng yên hay đang di chuyển, thì nó bị kiểu nó bị rối á. Thì khi nó bị rối như vậy nó sẽ làm cho bạn bị say. Thì cái kính này á, trước mắt của nó có một cái dung dịch giống như vậy, à hai bên luôn. Thì đây nè, các bạn khi các bạn đeo lên á, thì cái dung dịch xanh á, nó sẽ di chuyển theo cái độ rung lắc của tàu, thuyền và xe. Thì như vậy á, kiểu con mắt của bạn nó sẽ được cân bằng lại như vậy á. Đó, thì như vậy nó sẽ kiểu giảm thiểu đi cái sự say xe, say sóng. Cái này thì Tâm phải thử nha, tại vì chưa thử chưa biết. Nhưng Tâm thấy đây là một cái món nếu mà thật sự mà nó hiệu quả thật sự nha, thì đây là một cái phát minh quá hay. Tâm biết từ trước đến giờ những cái bạn nào mà bị say sóng, say xe á, là mỗi lần mà đi đâu là kinh khủng, là nó như là ác mộng dành cho các bạn. Các bạn phải uống thuốc, các bạn phải dán thuốc rồi bôi thuốc này nọ, các bạn ngủ hay là sao đó, Tâm không biết, các bạn phải làm đủ thứ hết để mà các bạn có thể vượt qua được cái sự say xe đó. Thì đây là một cái phát minh mà Tâm nghĩ là các bạn nào bị say xe phải tậu một cái cho bản thân mình luôn á. Bất kỳ loại thuốc nào nó cũng gây tác dụng phụ hết. Thì vừa không phải uống thuốc nè, vừa không phải lo lắng mỗi lần đi xe đi tàu nè. Tại vì Tâm biết những cái bạn nào mà bị say xe á, say xe say tàu á, mà chỉ cần nghe nó nói tới cái chuyện mà đi tàu đi xe thôi, các bạn là cảm thấy là như đồ ăn nó đã lên trên tới cổ các bạn rồi. Tâm sẽ review, và khi mà Tâm cảm thấy là nó hiệu quả thật sự á, thì Tâm sẽ để link cho các bạn, để các bạn có thể vào mua cho nó tiện lợi nhé. Đó, Tâm thì thực sự không phải là người say xe, nhưng mà Tâm hay thích bấm điện thoại cũng như là đọc sách này nọ trên xe á. Mà làm cái điều đó thì sẽ làm cho mình dễ bị mệt mắt hơn. Thì Tâm cũng muốn thử xem là cái này nó có làm giúp cho Tâm, đôi mắt của Tâm nó có được thư giãn hơn không nha. Nên Tâm sẽ thử. Tiếp theo là một cái món đồ mà Tâm nghĩ là sẽ rất là phù hợp dành cho các bạn, có thể tặng cho ba mẹ của mình, hoặc cho dành cho những cái bạn nào mà ba mẹ của mình. Ủa gì vậy? Hoặc là dành cho những cái bạn nào mà mắt hơi yếu chút xíu thì cũng rất là hay. Đây là một cái đồ bấm móng tay mà có kèm theo cái kính lúp. Đây các bạn, đây nè, các bạn hiểu ý Tâm không? Đây, ví dụ nè, đó, kính lúp như vậy để cho các bạn soi được vô cái chỗ ngón tay nè. Thì như vậy thì cắt nó sẽ chính xác hơn nè, tránh phạm vào tay nè, đỡ phải nheo mắt, đỡ phải đeo kính. Hay đúng không?
Tiếp theo, Tập có cái món này Tâm thấy cũng khá hay, đó chính là một cái đồ uống tóc không nhiệt. Rồi cái này sử dụng như thế nào? Các bạn sấy tóc khô ha, đừng ướt hẳn mà cũng đừng khô hẳn, kiểu 90%. Rồi các bạn để ở giữa này, các bạn kẹp lại. Sau đó các bạn lấy từng cái tép tóc này nè, các bạn cứ quấn dần vô. Và tới cuối các bạn chỉ cần lấy một cái dây cục tóc đó, các bạn cột lại như thế này. Các bạn lặp lại bên này y chang như vậy. Đó, sau các bạn cứ để như vậy á, các bạn đi ngủ. Nó không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của bạn hết á, Tâm đã ngủ thử rồi. Đợt Tết vừa rồi là Tâm làm tóc bằng cái này á các bạn, cũng khá ok. Nó cũng tùy cái chất tóc nữa nha. Nếu mà chất tóc của các bạn giống như Tâm giống như vậy nè, thì tóc mà kiểu mà mạnh mảnh mà bay bay á thì nó hơi khó giữ chút xíu. Tâm nghĩ chắc các bạn nào mà tóc hơi hơi cứng một tí thì chắc là nó sẽ giữ nếp được lâu hơn. Nhưng mà ít nhiều gì khi các bạn làm cái này á thì có thể là nó sẽ không giữ được cái nếp cuộn quá lâu chẳng hạn, nhưng mà ít nhất cứ là nó sẽ cho các bạn được một cái nếp tóc, nếp mà kiểu mà nó hơi giận giận chút xíu thì cũng đẹp. Tiếp theo là một cây son bóng nhưng lì. Là sao vậy mọi người? Các bạn hiểu ý Tâm không? Đó chính là sao ạ? Tâm cũng ngạc nhiên lắm mà Tâm cũng chưa thử được. Bây giờ hôm nay Tâm thử với các bạn nè. Đây chính là son của hiệu House Lab by Lady Gaga, của Lady Gaga. Thường các bạn thấy những cái cây son mà son son kem, son lì thì là đánh lên là lúc đầu nó sẽ bóng bóng, sau đó nó sẽ khi nó khô xuống thì nó có một cái độ gọi là độ lì ở trên môi các bạn đúng không, và nó sẽ không có bay. Còn đây á là một cái cây son bóng nhưng khi nó khô thì nó cũng sẽ lì như vậy và nó không có bị dính vào trên tay của bạn. Bình thường các bạn đánh những cái son bóng như Tâm đang đánh như vậy nè thì khi các bạn đụng vào á thì nó sẽ bị dính vào tay, nó dính vào đồ ăn, dính vào muỗng nĩa, ly nước. Nhưng còn cái cây này khi mà đánh lên á, mặc dù là cái màu môi là màu bóng nhưng mà nó sẽ lì hẳn vào trong môi luôn. Tâm thử nha, Tâm có thấy rất là lạ. Thử nha. Đeo kính tối quá không thấy gì. Rồi đợi thời gian thử xem nha. Cái son gì mà mùi như sơn á. Đó, bắt đầu nó khô lại nè. Thấy không? Thấy nó khô lại không? Các bạn coi nè. Oh wow, son bóng nha các bạn, nhưng mà rất là lì, nó bám vào da như vậy không nè. Nhưng mà các bạn thử môi Tâm nè, đó là các bạn thấy là nó dính hết trên tay rồi, thấy không? Hay ha. Thì như vậy là các bạn ăn uống và các bạn đi cả ngày các bạn cũng không sợ, các bạn cũng không cần đánh lại. Ok, ngon. Tiếp theo là cái này cũng hơi buồn cười, đó chính là một cái quyển sách có tên Vị Thần Của Những Quyết Định. Sách này của Tâm nó hơi cũ tại vì Tâm sử dụng cũng nhiều cho nên nó hơi tàn một tí xíu. Nhưng mà khi các bạn lên trên cái sàn thương mại điện tử các bạn mua thì các bạn sẽ nhận được những cuốn sách về mới tinh, mới con. Ở đây trong này Tâm có đóng dấu thư viện của Tâm nữa nè. Bên trong này sẽ là một loạt các câu trả lời. Thì các bạn sẽ sử dụng sách này như thế nào? Đó chính là các bạn hỏi một câu hỏi, các bạn cầm một sách như vậy, các bạn nhắm mắt lại. Sau cái cặp kính mà Tâm đang đeo là Tâm đang nhắm mắt đó các bạn. Các bạn tập trung vào câu hỏi. Bây giờ ví dụ này nha. Con có nên quay lại với người yêu cũ không? Rồi xong các bạn mở trang ra. Cơ hội mới sẽ đến. Đó, nó giống gì đó. Lại nha, câu khác nè. 14 tháng 2 này con có người yêu không? Dù bạn làm gì, hiệu quả cũng lâu dài. Là sao ạ? Câu vừa rồi của vị thần có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là sắp có bước tiến mới. Đó, các bạn hiểu ý Tâm không? Đó, các bạn sử dụng quyển sách này như vậy đó. Tâm thích lắm, tại vì nó rất là buồn cười. Có những trang trong này nha, nó như tát vào mặt mình ấy. Có những cái trang nó trả lời không luôn, hoặc là có. Tâm chưa bao giờ mở ra được cái trang này. Trang này trang có nè. Có một trang không nữa. Kiểu hỏi cái gì nó cũng không. Đây không, đây nè. Như tát vào mặt á. Các cặp đôi có thể hỏi nhau cũng vui. Đừng có hỏi những cái câu gì mà gây đánh lộn nha. Cháy nhà, hỏi những câu gì mà chung chung thôi, vui vui thôi. Bạn thân với nhau có thể sử dụng cũng được. Rất là đáng yêu. Thì quyển sách này các bạn có thể tìm mua ở trên các sàn thương mại điện tử nha. Rất là dễ tìm. Còn hai món còn lại đó chính là một cái quần quần lót ăn liền. Cái này gọi là quần lót ăn liền. Tại vì là nó như là mì ăn liền á các bạn chỉ cần đổ nước vào thì là nó nở ra, các bạn có thể ăn được liền đúng không? Thì cái quần lót này là các bạn cũng đổ nước vô và nó nở ra thì các bạn có thể sử dụng được liền. Thì Tâm sẽ test ở bên nhà vệ sinh của Tâm nha. Và một cái nữa là nó chính là viên trộn màu. Thì Tâm nghĩ là hai món này Tâm sẽ thử ở trong phòng tắm thì nó sẽ dễ thấy hơn và nó tiện hơn ha. Rồi các bạn, Tâm sẽ bỏ vô nước thử nha. Oh wow, à đây nè. Bây giờ Tâm test cái này xong mà Tâm phải đi mua lại cái mới đó. Nhưng mà it's ok. Tất cả vì subscribers thân yêu. Thì mở mẹ mở. Tâm biết ngay là bài cũng không mở được nữa mà. Rồi, ok. Sẵn sàng chưa ạ? Sao nó cứng ngắc vậy? Hay là phải dội nước trực tiếp vô? Em thấy trên clip họ
để lâu lắm đó chị. Để lâu lắm hả? Dạ. Lâu là bao lâu? Cũng khoảng mấy phút. Nó mới nở hả? Dạ đúng rồi. Cái khăn á, cái khăn họ để lâu như vậy. Ủa vậy hả? Lau cái khăn chỉ có 3 phút thôi. Ủa? Cái khăn mình đi ăn trong nhà hàng ngâm 2-3 phút là nó nở rồi. Tại nó bé. Còn này là nguyên quần lót lận. Nhưng mà quần lót này mà nó sẽ ướt như thế thì mình mặc lên luôn. Không, mình phải phơi. Mình phải phơi. Chị nó ướt gì mà sao? Tại vì quần lót ăn liền lên tôi tưởng là ấy ra xong rồi mặc lên được vào người luôn. Cái quần đó là kiểu mà giống như là mình mở ra mình sẽ liền á thì nó không có, nên là nếu mà muốn mặc quần ướt thì cũng được nhưng phải phơi, phơi nó mới khô. Thế thì cũng không gọi là ăn liền được lắm. Ý là ví dụ vã quá không còn cái gì để mặc thì ví dụ mặc xòe cái này ra xong rồi là lấy cái máy sấy sấy khô. Này tôi ngâm cái này 15 phút sau đó tôi phơi hết nửa ngày, tôi cũng đi ra quầy tiệm tôi mua một xịt mới luôn để mặc cho nhanh nhá. Chứ tôi không gọi là làm cái này đâu nhá, mệt mỏi. Đúng không? Cả các cô, trừ phi mà các cô đi lên trên núi thôi. Hợp lý. Ủa sao hôm qua nó chưa, em sao nó cứ ngắt vậy? Cái này có video clip hướng dẫn nó hỏi thật sự. Nó có bị hết hạn. Cái quần lót mà hết hạn ông nội? Ông bị gì vậy? Quần lót mà hết hạn. Em nghĩ là phải cho nó thời gian. Ok, chúng ta đi xa. Thì đi rồi. Cháu muốn quay lại cho nó. Cái con đó là con thời gian này trưởng thành chúng mình đi thôi. Thôi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình tâm sẽ test. Các bạn phải test được cái này ta sử dụng rồi. Đây là một hai cái viên. Hai cái viên này nó sẽ làm cho các bạn đổi màu nước của cái bồn tắm của các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng những cái viên thả bồn cũng được. Còn không thì nếu các bạn có những cái loại dầu tắm mà nó không có màu á thì các bạn có thể sử dụng cái màu này để các bạn có thể pha ra những cái màu các bạn mà các bạn muốn. Rồi ta tâm sẽ di dời cái cục quần lót này đi chỗ khác nha. Ừ đó. Cái vụ quần lót này hơi fail. Rồi các bạn ơi, đây là color bath drops đó. Thì ví dụ như ở trong này nó nói nè, nếu các bạn muốn trộn ra được một cam, các bạn sẽ bỏ một viên đỏ và một viên vàng. Các bạn muốn trộn ra cái màu hơi hơi tím tím hồng hồng, các bạn sẽ trộn một viên đỏ và một viên xanh. Các bạn muốn trộn ra màu green, màu xanh lá cây, các bạn sẽ bỏ một viên vàng và một viên blue vào. Đó, Tâm muốn làm nước màu tím, Tâm sẽ lấy một viên đỏ và một viên blue. Mùa Valentine, thế thì các bạn biết rồi. Thì chúng ta có thể mở một cái bồn nước thì Tâm chỉ gửi vậy thôi, còn sau đó là như thế nào thì tùy các bạn, nhưng mà ý là trong cái giai đoạn mà các bạn ngâm bồn nước á thì các bạn có thể thả những viên này vào để các bạn có thể pha những cái bồn nước màu thật là đẹp. Từ những các bạn thấy chưa thấy màu đỏ các bạn ơi, nó ra hết màu xanh rồi. À! Trời ơi, thật là bất ổn. Thôi các bạn ơi, Tâm tìm chưa ra được màu đỏ thì Tâm sẽ làm màu xanh nha. Thì Tâm sẽ thả viên này vào chung với viên này. Rồi. Magic. Cái này nó vẫn còn đang ấy ra tiếp. Nó sẽ xanh hơn nữa nha. Đó, các bạn thấy cái màu nó chuyển dần dần sang màu xanh không? Màu green không? Đó, sau các bạn có thể thả kiểu một vài cánh sen, lộn cánh hồng vào. Đó các bạn thấy nước nó màu xanh ra không? Đó các bạn, đó, Tâm test một màu cho các bạn xem rồi đó. Và sau khi test xong, cái quần xì nó vẫn chưa nở nha. Không, cái này là ý là em nghĩ là phải có một thời gian rất lâu á. Chết cha, chắc là dính màu vô quần lót rồi. Thôi ngủ trước đi. Đi về mai quay chết. Thôi mọi người ơi, cái vụ quần lót này để cho nó có thời gian ha. Few moments later. Rồi, các bạn ơi, update nha, bây giờ là 2 rưỡi sáng. Nó cứng nguyên à. Kìa, hay là phải ngâm nước nóng? Rồi Tâm thử nước nóng thử nha. Nước bốc khói luôn nè. Thì thấy nó nhả. Vậy ok hơn á. Vậy là phải là nước nóng rồi. Phiền dữ vậy trời. Ok, giật một cái ra nha. Cứng ngắt. Thật là vô nghĩa. Đi ngủ. Năm mới Tâm muốn dành tặng cho các bạn những cái món quà để cho gọi là tân niên đó các bạn. Thì là hôm nay Tâm có 3 phần mỹ phẩm dành cho các bạn nha. Set đầu tiên là một bộ mỹ phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc Nine Wishes. Bộ dưỡng sáng và cấp ẩm với tinh chất gạo, gồm toner, serum và kem dưỡng. Set thứ hai đến từ nhà GGG thương hiệu Việt Nam, bao gồm một chiếc túi xinh, một toner dưỡng sáng, một serum cấp nước ngừa lão hóa và một serum vitamin C, nghệ, giúp dưỡng sáng, mờ thâm và ngừa mụn. Set cuối cùng đến từ Emmy by Happy Skin,
cũng là một thương hiệu Việt Nam, bao gồm một chiếc túi đi biển và hai chai sữa tắm đất sét nước hoa. Thể lệ tham gia giveaway Tâm sẽ để ở dưới comment nha, các bạn nhớ đọc nha. Rồi, còn bây giờ thì các bạn đừng quên bấm like video này cho Tâm hoặc subscribe kênh của Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo khi Tâm ra video mới mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn.